Cha mẹ của Nguyễn Thị Ngọc Châu vẫn thường nói đùa rằng thứ có giá trị nhất trong gia đình là những tờ giấy khen của hai chị em Ngọc Hân, Ngọc Châu. Hai cô con gái đều ngoan hiền, đều học giỏi, nhưng chỉ có một cô còn được viết tiếp ước mơ ở giảng đường. Năm học mới này, Ngọc Châu trở thành sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại học Nam Cần Thơ. Đây là lựa chọn mà em đã cân nhắc rất nhiều giữa sở thích, năng lực của bản thân và nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai. Cùng với đó là những trăn trở về khoảng cách địa lý, môi trường học tập và quan trọng nhất chính là học phí. Cô sinh viên đến từ vùng quê Long Hưng, huyện Mỹ Tú bước những bước đầu tiên trên hành trình mới với rất nhiều âu lo. Ngay từ những năm phổ thông dưới mái trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Long Hưng, suy nghĩ về chuyện học tiếp hay dừng lại đã đôi lần khiến Ngọc Châu phải đắn đo. Tại thời điểm lớp 12, nhiều bạn đã quyết định xong ngành học cho mình. Châu vẫn chưa thể chắc chắn liệu con đường tri thức của em sẽ được nối dài hay đành dang dở. Và cái tên Ngọc Châu vào đại học đến trong niềm hân hoan của bản thân em và của thầy cô nhà trường, những người vẫn đang dõi theo, ủng hộ từng bước em đi. Em Ngọc Châu nói về học lực á, thì em học là rất là giỏi. Mặc dù sức khỏe em không có tốt thật, nhưng mà em cố gắng học trong mọi môn luôn. Môn nào em ấy cũng học giỏi cả. Về phong trào á, thì mỗi phong trào của lớp em đều tích cực tham gia, hòa đồng với các bạn, lễ phép với thầy cô. Thì mình đã bước chân vào năm học mới với một cái tâm thế mới rồi, không còn là học sinh nữa, mình bây giờ là sinh viên rồi. Thì cảm giác của Châu khi mà trở thành một sinh viên so với cái năm học trước mình vẫn còn là học sinh, có những cái khác biệt như thế nào không? Chỉ có khác biệt về môi trường học và cái nhận thức của mình, với lại là về cái tương lai của mình, suy nghĩ về tương lai của mình được chín chắn hơn. Lúc mà mình lựa chọn là mình sẽ đi học tiếp thì ngoài cái việc là mình căn cứ những cái yếu tố để mình chọn ngành, chọn nghề, thì Châu có xác định là cái hành trình đi học tiếp của mình nó sẽ phải đối diện với những điều gì, những khó khăn gì không? Đối diện khó khăn lớn nhất là về tài chính. Tại vì lên đại học là học phí nó sẽ cao hơn đối với mức mình học trung học phổ thông. Vậy tiền trọ, tiền ăn uống, đi lại. Với những cái khó khăn trước mắt đó thì Châu làm như thế nào để mình khắc phục được điều đó? Dạ, em sẽ cố gắng học giỏi, tại vì mỗi năm là trường sẽ có một phần học bổng để dành, những phần học bổng dành cho mà học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Nên là mình sẽ cố gắng học để mà giảm được bớt một phần chi phí và em đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, mà dư một khoản thì em sẽ để dành để đóng học phí. Thì cái việc đi làm thêm này là nó bắt đầu từ khi em bước chân vào đại học hay là trước đó thì mình cũng đã từng đi làm như vậy? Trước đây khi mà học trung học phổ thông thì em đã có đi làm thêm rồi, nên là mình cũng có kinh nghiệm để làm thêm. Nên là khi mà lên đại học thì khi mà nhập học, có lịch học thì em bắt đầu đi xin việc làm để mình có một thời gian làm nó được lâu hơn. Cái lúc trước là mình đi làm là khi đó em học, bắt đầu là học lớp mấy rồi và công việc lúc đó như thế nào? Dạ, từ cuối năm 8 là em đi làm cho công ty thủy sản. Và đến khi em làm tới dịch Covid đó, nên là em muốn có đi làm thêm được nữa. Rồi tới hè năm lớp 11 thì em có đi làm thêm phục vụ. Khi mà mình đi làm và mình kiếm được tiền từ sức lao động của mình từ rất là sớm, Châu có nghĩ là mình sẽ dừng hẳn cái việc học để mình đi làm kiếm tiền ngay từ lúc đó không? Dạ, cũng có một thời gian có suy nghĩ đó. Khi mà sau dịch Covid thì tình hình kinh tế khó khăn, nhà em đã khó khăn rồi nó lại càng thêm khó khăn. Nên là cái việc đi học thì trang trải cho cuộc sống nó khó. Lúc đó thì em suy nghĩ là sẽ dự định là em sẽ không tiếp tục mà học nữa, em sẽ đi làm. Nhưng mà thầy cô và bạn bè khuyên nhủ động viên là nên là em cũng cố gắng để hoàn thành chương trình học. Sau đó lên hết lớp 12 thì cô chủ nhiệm có khuyên em là chỉ có học mình mới thoát nghèo được, nên là em cố gắng để mà học. Mặc dù là em đã phải vượt qua rất là nhiều cái gian nan để mình thực hiện được ước mơ giảng đường đại học, và phía trước, cái hành trình phía trước thì hẳn cũng không có dễ dàng gì, nhưng mà em đã chọn tiếp tục cái con đường này và không có chọn từ bỏ. Mong là cái quyết tâm này thì nó cũng sẽ giúp cho Châu hoàn thành
con đường mình lựa chọn và thực hiện được cái ước mơ, cái mục tiêu của mình nha. Cha mẹ Ngọc Châu có một chiếc xe máy, vừa làm phương tiện đi lại, vừa để chạy xe ôm chở khách, không theo bến bãi mà chỉ nhận khách quen gọi qua điện thoại, có khi vài ngày mới được một cuốc xe. Nếu chỉ trông vào duy nhất công việc này, có lẽ mẹ cha chẳng thể duy trì được cuộc sống, nói gì đến chuyện lo cho con ăn học. Ngoài nghề chạy xe ôm, cha mẹ có ba công đức vườn sang nhượng lại từ người quen, đến nay vẫn chưa trả xong tiền. Vườn trồng dừa và cây trái ngắn ngày, khoản thu nhập chẳng đủ gánh nợ nần. Thời gian còn lại trong ngày, ai cần thuê mướn gì, cha mẹ cũng nhận làm, không chê việc nặng nhọc, chẳng nề hà chuyện lớn hay nhỏ. Từng đồng tiền chắc chiêu từ suất lao động được dành dụm lo cho việc học của con. Cần mẫn sớm hôm, nhưng cuộc sống chẳng hề dư giả. Nỗi tiếc nuối lớn nhất của cha mẹ là cả hai con không thể cùng được học hành. Những khó khăn về kinh tế chặn lại ước mơ vào đại học của Ngọc Hân, chị gái của Ngọc Châu. Hai đứa con thì đều học giỏi, đều rất là chăm học. Và chị lớn của Ngọc Châu hồi trước là cũng học xong 12, là lúc đó là cũng thi đại học hay là sao chị? Nó có thi 12, rồi em nó cũng mơ ước được học đại học lắm. Nhưng mà nó nói nhà mình không có lo được kinh phí, thì con lưu hồ sơ lại, con đi mặn công ty, rồi chờ đủ tiền thì con học đại học. Cái nói được không con, nó nói được. Cái sao cái em nói vậy, cái nó nói bây giờ cho em đi học đi. Em thấy cái điều kiện mình cũng gặp nhiều khó khăn mà chỗ Ngọc Châu cũng đang đi học đại học nữa. Và ban đầu như chị nói là mình cũng băn khoăn, không biết là có điều kiện cho con đi học tiếp không. Nhưng mà thật sự trong lòng mình thì có mong muốn là con mình sẽ được học đại học không chị? Muốn chứ. Ý chí của chị, nếu mà chị có tương lai cho hai đứa học luôn. Chị nói bây giờ mà chị trúng được tờ kiến thiết nha, đặc biệt đi, là chị không cho con chị đi lao động, cho nó về nó học. Trúng tuyển đại học đúng chuyên ngành mình yêu thích, niềm vui chưa tròn, nỗi âu lo đã quằn trĩu trên vai. Ngày tháng sinh viên của Ngọc Châu cũng là những ngày miệt mài làm thêm. Có những lúc mệt mỏi nhưng không cho phép mình bỏ cuộc, bởi hành trình này em đã chọn, em đã tin. Tiếp tục chương trình trao học bổng cho các bạn tân sinh viên. Hôm nay thì chương trình đã đến với trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Hưng trao học bổng cho cựu học sinh của nhà trường và cũng là tân sinh viên của trường Đại học Nam Cần Thơ. Xin mời đại diện nhà trường sẽ trao học bổng. Xin mời thầy. Đại diện nhà trường xin cảm ơn Hội khuyến học tỉnh, công ty sổ số tỉnh Sóc Trăng, đại diện thành phố Sóc Trăng. Đã có cái sức học bổng để hỗ trợ kịp thời cho em Châu để tiếp bước đến trường, để có sau này có một cái tương lai tốt hơn, giúp ích cho gia đình và xã hội. Thì thầy muốn mong rằng cái sức học bổng này thì em sẽ vận dụng hiệu quả vào trong cái công việc học tập cho em trong thời gian tới. Em cảm ơn quý nhà tài trợ Mạnh Thường Quân và Hội khuyến học tỉnh, công ty sổ số kiến thiết Sóc Trăng đã dành phần học bổng này đến cho em, để em có một khoản mà chi phí để trang trải trong quá trình học tập và học nó học phí. Em cảm ơn chương trình đã tài trợ cho em để em tiếp bước ước mơ, để có một tương lai tốt đẹp hơn. Em cảm ơn. Chương trình tiếp bước đến trường kỳ này cũng khép lại tại đây. Xin gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Long Hưng đã cùng với chương trình tiếp sức cho em Nguyễn Thị Ngọc Châu để em có thể vững tin trên bước đường đại học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn, trên Facebook và YouTube truyền hình Sóc Trăng. Chi tiết liên lạc xin mời gửi về chương trình tiếp bước đến trường, đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng, số 132, đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.